xin chào các bạn cùng trở lại với khóa HTML và CSS tại F8 và ở trong video này là chúng ta sẽ cùng sửa một chút nữa để kết thúc cái chuỗi video về làm cái phần thông báo này nhé. À, thực ra là mình cứ nghĩ là đã kết thúc rồi cơ nhưng vừa kết thúc video trước là bắt đầu mình lại nhận ra rằng ôi chết vừa quên một cái điều nhỏ nhỏ quên không nhắc các bạn. À, tức là khi các bạn sử dụng animation này ví dụ này di vào một đối tượng mà nó sử dụng cái thuộc tính keyframe đúng không để nó tạo ra cái animation như thế này thì các bạn có thể uh, có một cái thuộc tính CSS để các bạn khai báo uh, cho cái thuộc tính có cái sự thay đổi này uh, cho cái đối tượng có cái sự thay đổi này uh, để giúp cái trình duyệt ấy nó có thể uh, tối ưu cái chuyển động này hơn các bạn nhá. Đây này. Chuyển động này này. Thì uh, các bạn quan sát vào đây. Cái thằng này uh, cái thông báo của chúng ta đây đang uh, sử dụng cái thằng uh, animation này đúng không? Keyframe này. Nó đang có hai cái chuyển động, một là thằng opacity và hai là thằng uh, transform các bạn nhá. Thì bây giờ ấy, các bạn có thể khai báo như thế này, thêm thêm vào chính cái thằng có sự thay đổi này là Thủ tính là will change đây này, will change đó. Thì will change đại loại là các bạn nói cho nó biết tức là nói cho trình duyệt biết rằng là uh, cái thuộc tính gì, uh, animation gì sẽ thay đổi, thuộc tính gì sẽ thay đổi ở cái đối tượng này đúng không? Thì ở đây là có thằng opacity. Opacity, phẩy thằng uh, transform này, đó. Ok. Kiểm tra xem viết đúng chưa? Ở đây nó chung với thằng bên dưới này là đúng rồi này Đó Ok Thì ở đây này các bạn khai báo như thế này ý, Thì các bạn cứ hiểu là cái trình duyệt web của chúng ta à, Nó sẽ tối ưu cái chuyển động à, Cho hai cái thằng này hơn các bạn nhé Tối ưu cho thằng Opacity và thằng Transform này Với cái thằng Header Notify này các bạn nhé Ok à, Để các bạn nhìn thấy cái sự thay đổi khác biệt của nó ý, Thì nó rất là khó các bạn nhé Nó rất là khó để nhìn thấy được nên các bạn cần đọc thêm về cái thuộc tính Wheelchain này Các bạn chủ động search thêm Google để biết nhé Ok thì mình mở rộng cho các bạn còn trước khi kết thúc video này thì mình mở rộng thêm một cái chút nữa. Tức là nó có những cái thuộc tính CSS ấy mà nó cần thêm một cái prefix. Các bạn có thể search như thế này. Ví dụ như là webkit này, webkit prefix CSS chẳng hạn đó. Thì bây giờ các bạn có thể search như thế này nhá. Thế này hoặc là when này, when to you uh, webkit uh, prefix CSS này hoặc là các bạn bỏ đi webkit when when to you prefix CSS ấy thì đó thì các bạn sẽ đọc được rất là nhiều lý do là xem là tại sao phải sử dụng prefix thì bây giờ mình sẽ ví dụ này ví dụ như với thằng animation này nhá à, không phải là trình duyệt nào nó cũng support Thế nên là chúng ta phải viết rõ ra tức là có những trình duyệt nó support không hoàn toàn đấy thì các bạn có thể viết một lần cụ thể như thế này sau đó là cho ông webkit thì là gạch ngang webkit đó webkit thế này đây này webkit animation này à, với ông microsoft thì ông lại có cái thằng là ms này microsoft này là trình duyệt ie này À, với ông Opera Mini là chữ O này. À, với ông uh, gì nhỉ? Đấy mình ví dụ như thế, Moz là ông uh, Firefox này, ok. Thì với ông Firefox này thì chúng ta sẽ có uh, có ông Moz này, ok, rồi rồi rồi. Đó. Thì bắt đầu là bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, giúp các bạn biết là kiểm tra như thế nào, làm sao biết thuộc tính nào nó không được hỗ trợ. Thì các bạn có một cái trang gọi là uh, Can I Use, đó, caniuse.com. Các bạn uh, dán cái thuộc tính CSS mà các bạn muốn tìm kiếm vào đây đó thì các bạn sẽ nhìn thấy bất kỳ thuộc tính CSS nào nhé các bạn sẽ nhìn thấy được là cái tỷ lệ hỗ trợ của nó này ví dụ như đây là 72,9 phần trăm này đó à, 72,9 phần trăm những cái trình duyệt mà nó đang list ở đây à, những cái thằng màu đỏ này cái số này là là version nhá ví dụ như đây là thằng IE version từ 6 tới 10 là không hỗ trợ được chưa ạ đây với những cái ông màu xanh này là hỗ trợ này những ông màu đỏ Firefox này từ 2 cho tới 47 là không hỗ trợ này 48 trở lên mới hỗ trợ đó thì tức là sau này các bạn làm dự án ấy có những cái thị trường đặc thù ví dụ như là bên Nhật là một này, bên thị trường châu Âu là hai này, bên Mỹ này chẳng hạn. Thì nó có những cái thuộc tính mà các bạn làm sẽ phải rất là kỹ bởi vì ví dụ như thằng Nhật đi là nó sẽ sử dụng cái trình duyệt IE này nữa cơ. Đó nó vẫn dùng IE. Thế nên là các bạn làm cái gì mà lại không IE không support mà làm thị trường Nhật là là toang ấy. Ok nhá. Thế nên là các bạn sẽ phải check ở trên này rất là nhiều. Rồi, thì video này chỉ mang tính mở rộng thế nên là chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Xin chào các bạn.